Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Xe Thành. Hiện tại Nhân đang ở góc ngã ba giữa đường Bình Thới và đường Minh Phụng nha. Đó, đi thẳng ra ngoài kia là cầu vượt Hồng Bàng ha anh chị, qua bên chợ Minh Phụng hay còn gọi là chợ Cây Gõ, về khu vực quận 6. Và vị trí Nhân đang đứng là ở khu vực quận 11 nha anh chị. Ở gần ở đây có quán cà phê Miền Hảo Mộc nè. Còn hướng ngược lại của mình là mình sẽ đi về dòng xoay Lê Đại Hành ha anh chị. Ở dòng xoay Lê Đại Hành, và chợ Chim Xanh. Ngay ngã ba Minh Phụng và đường Bình Thới ha. Hướng thẳng này nè thì mình đi về lại Ủy ban dân quận 11, chi cục thuế quận 11, công an quận 11 nha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở quận 11, sát bên mặt tiền hẻm xe hơi luôn nha anh chị, ngay giáo xứ Bình Thới, trường Nguyễn Văn Phú mình đi vào ha, ngay cặp bên hông trường Nguyễn Văn Phú luôn, hẻm 161D. Ở căn nhà ngang 4m và sâu vào là được 10m ha. Ở bên tay phải của mình là ngay trung tâm hành chính của quận 11 rồi đó nha anh chị, Ủy ban dân quận 11 nè. Đó, công an quận 11 đây bên tay phải mình luôn, và chi cục thuế nằm kế bên ha. Ở ngã tư phía trước mình thì ngã tư Lạc Long Quân và đường Bình Thới, rẽ tay trái thì mình về chợ Bình Thới nha, rẽ tay phải về công viên nước Cầm Sen. Và căn nhà mình nằm hẻm ở hẻm 161 là hẻm thẳng ha, hẻm qua bên ủy ban phường 3 nè anh chị. Căn nhà mình nằm ở phường 3 của quận 11 nha, ngang 4 sâu vào 10, có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi. Đó, nhà mới đẹp, anh chị mình vào ở ngay nha. Hẻm 161D, nó thực chất là một con hẻm nhưng người làm một con đường nhựa, xe 7 chỗ, hai xe qua lại ha, xe tải chạy qua lại nha. Ở nhà mình thì nằm ngay giáo xứ Bình Thới và gần trường Nguyễn Văn Phú, rất là nhiều tiện ích ha, trường mầm non số 10. Đi thẳng ra công viên nước Cầm Sen ha, cổng sau của công viên nước Cầm Sen luôn. Và bên tay phải mình nè, bên tay phải mình thì có trường tiểu học Nguyễn Văn Phú ha, trung học cơ sở ha, trung học cơ sở quốc gia Nguyễn Văn Phú nha anh chị. Rồi giáo xứ Bình Thới phía trước mặt mình nha. Mình rẽ tay phải để vào giáo xứ Bình Thới. Ngay vị trí này có cái chợ rất là rộng, đường rất là rộng nha, sát bên xe 7 chỗ, hẻm 7 xe 7 chỗ luôn nha. Rồi bên hông mình là sân trường của trường Nguyễn Văn Phú. Rồi đây giáo xứ Bình Thới ha, đi thẳng vào trong. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nha anh chị, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ngay vị trí giáo xứ Bình Thới luôn, hẻm xi măng sạch sẽ, hẻm rộng rãi. Đó, xe 7 chỗ mình chạy vào được nha. Ở nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, hẻm quá đẹp luôn nha anh chị. Rồi bây giờ Nhân sẽ vào trong và review bên trong cho anh chị mình xem nha. Vào trong review tới căn nhà cho anh chị mình xem luôn. Ngay chợ nha anh chị. Rồi đi vào trong nha. Căn nhà này chỉ cách căn này 4 căn là tới ha. 4 tầng hẻm vào nhà của mình cũng rộng rãi và sạch sẽ. Đây là hẻm 161D ha, 106. Anh thầy thấy ngoài kia không? Ngay cái vị trí là giáo xứ Bình Thới luôn nha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị bất động sản nằm ở phường 3 của quận 11. Bây giờ Nhân đi vào trong và review bên trong cho anh chị mình xem nha.
Hẻm thì đây còn thông đi vào trong nữa nha. Trước nhà hẻm rất là rộng luôn nha anh chị. Ở giáo xứ Bình Thới ha. Pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, một trệt và một lầu, có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi nha anh chị. Đó, nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Rồi nhận đi vào trong và review bên trong cho anh chị mình xem nha. Ngay giáo xứ Bình Thới mình đi vào luôn nha. Ở gần trường tiểu học Nguyễn Văn Phú ha anh chị. Hẻm vào trong nhà của mình ha. Hẻm xi măng sạch sẽ, cách căn nhà mặt tiền rồi. Đây là căn nhà mặt tiền rồi nha. Tìm hẻm rồi. 1 căn, 2 căn, 3 căn, 4 căn, 5 căn ha. Cách đúng 5 căn nhà là tới nha anh chị. Đó, cách đúng 5 căn nhà là tới ha. Xe hai bên để có khoảng trống còn rất là rộng ở giữa nha. Ở nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc nha. Hướng chính của nhà mình là hướng Tây Bắc nha anh chị. Đó, nhà mình thì có địa chỉ là 161D, 106, 35D ha. Đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 nha anh chị. Đó. Hiềm nhà mình cao ráo hơn so với mặt đường khoảng 2 tấc ha. Đó, hẻm trước nhà của mình nè. Ở nhà thì chủ có xài lớp cửa nhôm Sifa 4 cánh nha anh chị. Nhôm Sifa 4 cánh, kính cường lực, ở trên thì có chỗ để lấy gió ánh sáng tự nhiên vào. Đây có lập mái ngói và đi làm gỗ cho anh chị mình ha. Có lắp hai cái đèn chiếu sáng ở trên và ở dưới, ở trên tầng ban công ở trên cũng có nha. Đó, nhà mới đẹp anh chị mình vào ở ngay ha. 4 nhân cho 10 mét nha anh chị. Đó, ở đây thì chạy vào trong nữa nha. Xung quanh chủ ốp tường cao ráo sạch sẽ, cao lên đụng tới cái mái ngói của nhà mình luôn. Đó, cửa thì sử dụng cửa nhôm Sifa. Đó, loại dày nha anh chị, loại dày, kính cường lực. Đây gạch bên trong này chủ lót gạch loại 8 tấc ha, gạch bóng kính loại 8 tấc. Sofa này chủ cũng để lại cho anh chị mình luôn ha. Chia cắt giữa không gian bếp và phòng khách, chủ làm cái tủ rượu rất là xịn sò cho anh chị mình luôn. Ở trên thì đóng la phong vượt tầng, nó xài đèn led hết nha. Đó, chủ xài đèn led hết luôn. Thì cái quạt trần đó thì chủ mình điều khiển bằng remote và có đèn 3 màu ở đó luôn ha. Tường thì chủ cũng ốp cao ráo lên 1m6, ốp loại gạch ngang. Điện thì chủ đi điện âm tường hết nha. Ở đồng hồ điện của mình đây. Ngang là 4m, ngang 4m ha. Và sâu vào là 10m nha anh chị, 4 x 10. Ngay gần ủy ban dân phường 3, gần ủy ban dân phường 3 quận 11, gần chi cục thuế quận 11, ủy ban quận 11. Và gần cặp bên hông trường Nguyễn Văn Phú mình đi vào. Ở đây là khu giáo xứ Bình Thới nha. Nhà điện chính nước chính nha anh chị. Pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Đó, trần nhà chủ làm rất là cao. Để nhân quay cái sổ cho anh chị mình xem luôn. Đó, quay cụ thể cho anh chị mình xem ha. Nếu mình thấy phù hợp thì mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha. Thì giá cả thì vẫn còn thương lượng với chính chủ thêm nha anh chị. Đó, hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 4 tỷ 680 triệu ha. 4 tỷ 680 triệu, giá cả vẫn còn thương lượng nha. Mình đến xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá nha anh chị. Đó, địa chỉ của căn nhà mình đây ha. Đây sổ hồng của căn nhà mình á, thửa đất số nè, tờ bản đồ số ha. Đó, tổng diện tích đất của mình là 39,3 nè anh chị. Đó, hiện hữu 100% luôn nha. Đó, xây dựng nè. Đó, hoàn công đầy đủ nha anh chị. Nhà mình có hướng chính là hướng Tây Bắc nha anh chị. Tây Nam, nhà hướng chính là hướng Tây Tây Nam nha anh chị, Tây Nam. Đó, chiều ngang là đây. Anh chị mình nhìn ha. Đó. 3999 ha, 39 nè. Rồi sau thì cũng vuông vắn nha, nhà sổ hồng vuông vắn nha anh chị. Sâu vào 10 mét ha.
pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Cái sofa này chủ cũng để lại cho anh chị mình luôn ha. Bên trong thì chủ ốp gạch, lót gạch loại 8 tấc hết, và ốp tường cũng là loại gạch lớn luôn nha anh chị. Ốp tường cái bản gạch lớn ha. Đây có địa chỉ kính nè. Nhà thiết kế mở với không gian phòng khách và không gian bếp nối liền với nhau. Bức tranh trang trí cho mình hết đầy đủ ha. Tủ rượu rồi không gian bếp rộng rãi với tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó. Mặt đá hoa cương, bồn rửa sau lồng 304. À, mở quạt cho anh chị mình ha. À, remote nè. À, không gian bếp nè, chỗ thì chủ làm bằng gỗ ha, bếp gỗ dưới nè, lót gạch sạch sẽ bên trong hết luôn nha anh chị. Mặt bếp xài đá hoa cương, ở trong thì lót gạch. Đó, ở trên là kính nè, kính ha, kính mờ, và khung này là nhôm nha. Đó, các cái remote để chủ để đây hết cho anh chị mình nha. Xung quanh thì có làm đèn trang trí hết. Kính này thì có dấu nè, cường lực ha. Và ngay vị trí chỗ rửa nè thì cũng làm cái khung inox cho anh chị mình luôn ha. Để mình rửa đồ, nước nó rõ xuống đây. Ở bồn rửa sau lồng 304. Bồn rửa sau lồng 304 nha anh chị. Ngay vị trí chân cầu thang thì chủ cũng làm cái kho đó, để đồ ha. Anh chị mình những vật dụng chưa cần thiết mình để vào đây cho nó gọn nha. Cầu thang thì cầu thang đúc mặt đi bằng đá hoa cương đi lên. Đó, đi theo vào trong. Và tay vịn gỗ. Mặt kính cường lực bên hông ha. Đó, anh chị mình xem không gian phòng khách của nhà mình lại nha. Giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ. Mình đến xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá nha anh chị. Đó. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá, hoặc là mình có bất động sản cần ký gửi, anh chị mình liên lạc với số 0922 39 39 39 Nhân sẽ đến quay trực tiếp cho anh chị mình và hỗ trợ cho anh chị mình đến khi giao dịch luôn ha, quay video chi tiết cho anh chị mình luôn. Và đây thì dưới chân cầu thang thì chủ tận dụng làm một cái nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh thì xài cửa nhôm sifa loại dày nha anh chị, loại rất là dày luôn, và kính cường lực màu. Đó, tường thì ốp gạch ngang cao ráo đụng lên tới chân cầu thang ở trên luôn nè. Đó, trụ tấm đứng bằng inox, các thiết bị móc treo đồ thì chủ sử dụng bằng inox hết, và kính thì có đèn cảm ứng luôn ha. Đó, đồ inox hết là nhanh tiền. Ở đây cũng lót gạch sạch sẽ cái viền này luôn. Đó. Ở đây mình có thể để đồ. Đó, mặt đá hết ha, gạch thì lót sạch sẽ ha, còn các thiết bị đồ sử dụng đồ sứ hết. Đó, đường điện sẵn để cho anh chị mình lắp máy nóng luôn nha anh chị. Đặc biệt là cái căn nhà này có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi mình luôn nha. Đó, anh chị mình có người lớn tuổi thì mình có thể ở phòng ngủ phía sau. Đó, thiết kế rất là tẩm mỹ luôn nha anh chị, ở phòng ngủ phía sau nè. Phòng ngủ sau thì cửa cũng là cửa gỗ nha. Và xung quanh thì cũng ốp gạch cao ráo lên với 1m6 rồi. Đó, gạch loại lớn nha anh chị. Gạch loại lớn loại 8 tấc hết luôn. Ở bên đây thì mình có thể làm khung tranh. Đó, làm khung tranh, và ở trên cái lớp gạch đó thì chủ ốp một lớp nhựa giả gỗ để trang trí cho anh chị mình luôn. Phía xa trên phòng thì có đèn trang trí. Đó, đèn trang trí, và xung quanh thì mình đóng lập phong nhiệt tầng hết và xài đèn led. Đó, có đi sẵn cái điện âm ống đồng âm cho anh chị mình luôn, để cho anh chị mình để lắp máy lạnh ha, và ống nước xả cũng có hết luôn rồi anh chị. Đó, điện thì âm tường nè. Ở trần nhà cao ráo sạch sẽ nha, căn nhà trần nhà rất là cao luôn, mình vào rất là thoáng nha anh chị. Ở Nhân xin nhắc lại vị trí của nhà mình là gần ngay giáo xứ Bình Thới ha, gần trường Nguyễn Nhân Phú, gần chợ Bình Thới, gần ủy ban dân quận 11, chi cục thuế quận 11, công an quận 11 nha.
rồi pháp lý của căn nhà mình là rõ ràng ha, sổ hồng hoàn công đầy đủ, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên, và diện tích ngang của căn nhà mình được lên tới 4m nên rất là thoáng nha, và chủ cũng lắp tất cả các thiết bị cho anh chị mình rồi đó. Và có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi mình luôn, 161D ha anh chị, 161D. Hẻm 161 thực ra là một con đường nhựa rất là lớn nha, một con đường nhựa hai xe tải qua lại được luôn á. Và hẻm 161 đi thẳng về cuối là nó sẽ ra ngay công cổng sau của công viên nước Đầm Sen mình nha. Ở đây cũng bên hông cầu thang thì chủ cũng ốp gạch sạch sẽ hết, ốp lò gạch lớn luôn nha anh chị. Đó, cầu thang mình đi lên nè, tay vịn gỗ rất là to, mặt bên này bằng kính cường lực nha, mặt bên này bằng kính cường lực và tay vịn gỗ. Đó, nhà thiết kế mở với chân cầu thang thì có đi đèn led cho anh chị mình, và chừa đường điện sẵn hết rồi. Anh chị mình về thì lắp thêm những mắt thần á, mình đi tới đâu thì điện sẽ chiếu sáng tới đó. Vị trí bậc tam cấp chỗ này thì chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết ha, để mình để đồ thêm. Đó, không gian rộng rãi. Đó, anh chị mình đang đứng ở chân cầu thang và quay xuống cho anh chị mình xem ha. Không gian bếp rộng rãi, rồi phòng khách ở bên kia, sofa đây để xe, ở kệ tivi chẳng hạn ha. Ở ngang tới 4m và sâu vào là được 10m nha anh chị. Đó, trần nhà thì cao ráo rồi. Đó, có lắp quạt trần cho anh chị mình luôn. Cái cửa sổ này là ở trong phòng ngủ dưới trệt mình nhìn ra ha anh chị. Đó, điện ở đây đi điện âm nè, ở đây đi chừa những đường dây điện sẵn nè, đây cũng có một cái, thì mình lắp tới đâu đi tới đâu thì điện nó sẽ cháy từ 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 lên tới đó nha anh chị. Đó, nó sẽ làm cho không gian căn nhà mình đẹp hơn, sang trọng hơn. Đó, gạch thì lót sạch sẽ, có đi cái chỉ cao lên hết rồi, để cho anh chị mình lau chùi quét dọn, cây lau nó không có dơ ha. Thì ở trên không gian tầng 1 thì chủ làm hai phòng ngủ phía trước và phía sau, nhà vệ sinh ở giữa. Đây, nhân quay phòng ngủ phía sau trước cho anh chị mình ha. Cửa vẫn là cửa gỗ nha, cửa vẫn là cửa gỗ. Và trần nhà ở trên đây thì chủ cũng làm cao ráo sạch sẽ hết nha anh chị. Đóng la phong hết rồi, đóng la phong giật tầng xuống hết rồi nha anh chị. Đó, đèn led hết. Điện cũng đi âm tường cho anh chị mình hết rồi, ở trần nhà cao ráo chưa. Xung quanh thì đi chỉ lên cao để cho anh chị mình lau chùi quét dọn không có dơ. Và ở phòng ngủ này mình có cửa sổ ngay trên cầu thang ha. Ở cửa sổ bằng nhôm sifa, cửa loại cửa lùa nha anh chị. Đó, lùa ngang qua. Đó, trên đây thì cũng đi ống đồng sẵn luôn nè anh chị. Đó, đi ống đồng sẵn và đường nước thoát và đường điện sẵn luôn cho anh chị mình, chỉ về lắp máy lạnh dòng sử dụng thôi. Nếu mình thấy bất động sản này phù hợp, ngang 4 và sâu vào 10m, một trệt và một lầu có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, nằm ngay giáo sứ Bình Thới này phù hợp thì anh chị mình liên lạc với nhân để xem ha. Qua số điện thoại là 0822 39 39 39 để được xem nhà ha anh chị. Ở giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Cửa phòng ngủ nè, đồ mới hết nha. Đó, này cũng còn inox luôn nha. Lối đi qua hai phòng cũng rộng rãi và sạch sẽ. Ở giữa hai phòng thì chủ làm cho anh chị một cái nhà vệ sinh rộng rãi nha. Đó, nhà vệ sinh này rất rộng rãi. Sàn thì lót sàn gạch ngang. Tường cũng ốp rồi gạch ngang luôn nha. Trụ tắm đứng bằng inox đi lên và có chừa đường điện sẵn để cho anh chị mình lắp máy nước nóng. Các thiết bị móc treo đồ nè, xài bằng đồ inox hết nha. Van vòi sử dụng đồ inox hết. Cửa thì sử dụng cửa nhôm sifa. Và bản lề này là bản lề kinh long ha, loại dày nha anh chị, cửa rất là nặng luôn nha. Đó, cửa rất là nặng luôn, có dán kính mờ cho anh chị mình hết rồi. Đèn cảm ứng có sẵn hết luôn. Đó, kính này có đèn cảm ứng nha. Đó, van vòi đồ đội nóc hết nha anh chị, bồn sứ hết nè. Ở dưới đây thì có để đồ hiêm, để những dầu gội đồ hiêm ha. Ở giá nhân xin nhắc lại giá căn nhà này chủ đang kêu là 4 tỷ 680, giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ, mình cứ đến xem nhà, nếu thấy phù hợp thì nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc thêm về giá nha anh chị. Đó, phòng ngủ rộng rãi, phòng ngủ phía trước rộng rãi hơn với cửa vẫn là cửa gỗ nha. Ở phòng này thì chủ có mở cửa sổ lớn bằng nhôm sifa và kính cường lực, và có cửa ra ngoài ban công.
Điện thì xung quanh thì những ổ điện chủ đi âm tường hết cho anh chị mình rồi. Ở đây trên thì trần nhà cao, chủ đóng la phong dịch tầng xuống xíu và xài đèn led, có đèn trang trí 3 màu cho anh chị mình luôn ha. Đó, phòng ngủ này rộng hơn nha anh chị. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 393939 để được xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá nha. Giá cả là vẫn còn thương lượng cập trực tiếp với chính chủ đó anh chị. Đó. Đây phòng ngủ thứ ba của nhà mình nha anh chị. Thì ở đây thì cũng đi đường nước xả rồi. Hết ống đồng thì cũng khoan lỗ cho anh chị mình, chỉ cần đưa ống rào là sử dụng thôi. Đó, đưa ống đồng vô khúc chỗ này để mình lắp cái lạnh ha. Ba phòng ngủ này chủ đã chỉnh chu hết rồi nha. Rồi nhận ra cái mở cửa sổ cho anh chị mình và quay cái ban công cho anh chị mình xem nha. Đó, cửa sổ mở ra, đẩy ra nha. Nhà sử dụng tông màu sáng. Cửa thì tất cả nhìn thấy đều xài cửa nhôm Sifa hết nha. Cửa sơn Sifa, loại dày, bản lề kinh long hết nha anh chị. Bản lề kinh long hết ha. Ở xung quanh này đây thì mình lấy gió tự nhiên mình làm khung sắt hết. Ở trên thì ốp gỗ ha, có đèn trang trí. Đó, ốp gỗ có đèn trang trí hết nha. Ốp làm gỗ hết. Nó sát bên ngoài kia là hẻm xe hơi rồi. Hẻm nước nhà mình là hẻm 3m. Đây có lập mấy ngói nè. Đó, để che chắn ở dưới trước nhà của mình ha. Đây lập mấy ngói hết rồi nha anh chị. Ở trên đây thì cũng có mấy ngói trên này nữa nè. Ở trên này có mấy ngói sẵn hết luôn. Cửa nhôm Sifa. À, ống đồng sẵn đây có sẵn luôn nè anh chị. Ống đồng đây có sẵn luôn nè. À, đây có móc cái chỗ đường nước để cho anh chị mình muốn lấy nước ở đây cũng gần. Tưới cây, trồng cây gì chẳng hạn ha. Và trên đây có cái ô, cái cửa nè. Mình mở cửa này ra để mình đi lên, mình chăm bồn nước mình ở trên ha. À, chủ làm rất kỹ luôn. À, tính toán rất kỹ ha. Ở đây là khu vực nhà cao tầng xung quanh hết ha. Nhà hiện hữu 100%, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ. Mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Đây là cái ban công của nhà mình ha. Mình không có lấn ban công này nha. Phần này ban công này trong đất của mình nha anh chị. Ở ngay là đây là vị trí giáo xứ Bình Thới ha. Gần trường Nguyễn Văn Phú. Ở cặp bên hông trường Nguyễn Văn Phú mình đi vào anh chị. Ở gần công viên nước Đầm Sen. Có một trệt và một lầu, có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, đặc biệt có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi nha anh chị. Ở phòng ngủ nào cũng rộng rãi. Ở nhà mới đẹp anh chị mình vào ở ngay. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha anh chị, hướng nhà là hướng Tây Nam. Ở giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 4.680 nha. 4.680 giá cả vẫn còn thương lượng với chính chủ ha. Lối đi qua 2 phòng rộng rãi nha. Đó, mình xem sơ lại còn lần nữa và Nhân kết thúc video quay nhà ở đây. Đó, chủ xài đồ mới hết luôn nha, các thiết bị đồ sử dụng đồ mới hết nha. Đó, nếu thấy phù hợp với bất động sản này anh chị mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 393939 để được xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá nha anh chị. 4 nhân cho 10 nha anh chị, ngang là 4. Đó, những căn nhà ngang 4 rất là thoáng ha. Đó, cầu thang thì đúc hết luôn. Đây là 2 phòng ngủ ở trên tầng 1 nha. Đó, đồ là sử dụng đồ mới hết. Đó, anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì mình liên lạc với Nhân để xem. Đó, và gặp chính chủ sau khi xem nhà không nếu thấy ưng ý thì Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc thêm về giá. Giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Đó, liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 393939 để được xem nhà ha anh chị. Đó, trần nhà căn nhà này rất là cao luôn và chủ thì cũng kỹ lưỡng, xài loại gạch lớn và ốp tường cũng là gạch lớn ha, để cho cái những đường kẻ nó cũng ít lại. Đó, làm cho căn nhà mình nó sang hơn nữa. Sofa chủ cũng để lại hết. Đó, thiết kế mở giống như mình ở trong vị trí là trong căn hộ ha. Ở những dạng căn hộ ta cũng thiết kế mở giống vậy ha anh chị, thiết kế mới giờ ha. Đó, vị trí quá đẹp luôn, nằm gần chợ Bình Thới,
Ủy ban nhân dân quận phường 3, Ủy ban nhân dân phường 3 quận 11 nè, chi cục thuế quận 11 nè, công an quận 11 nè. Ủy ban quận luôn nha anh chị, Ủy ban quận 11 luôn ha. Ở chợ Bình Thới đâu đầy đủ hết, tiếp giáp các quận, quận 10. Ở đây qua quận 10 cũng gần và mình đi lại về các quận trung tâm cũng dễ dàng ha. Nhân xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình. Nhớ là chia sẻ video này để cho bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Đó, sổ hồng riêng được hoàn công đầy đủ nha anh chị. Mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Đó, nhà quá đẹp luôn nha anh chị.